Lễ Tú Tỳ là một nghi lễ nhỏ chủ yếu để cúng rừng và cầu phúc, cầu an cho bà con nhân dân. Đặc biệt, bản nào tổ chức riêng cho bản đấy và thời gian cũng chỉ diễn ra trong nửa ngày, nên việc tổ chức liên hoan buổi hôm đó phụ thuộc vào sự thống nhất và đóng góp của các gia đình. Nhưng dân tộc Lự coi đây là một nghi lễ truyền thống mang tính cộng đồng cao. Vì vậy, đối với gia đình nào không có nam giới ở nhà tham gia trong nghi lễ cúng rừng này cũng được chia phần thức ăn để cùng thưởng thức nhớ đến ngày 3 tháng 3 của dân tộc. Việc tổ chức lễ cúng rừng không chỉ có anh em trong bản mà các dân tộc khác trừ phụ nữ cũng được mời tham gia lễ cúng rừng để giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, cùng bắt tay vào công việc lao động sản xuất của năm mới, đoàn kết, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc.